11, Hòa thượng tuyên hóa giảng ngày 21 tháng 5 năm 1989. Hòa thượng Thiện xảo ở đây hoàn toàn không phải là phương tiện thông thường thiết thực, phương tiện thiết thực là một phương pháp thông dụng, phương tiện thiện xảo mà hành giả có ở đây rất tài tình vi diệu và không thể dò tìm ra dấu vết được, vì hành giả đã vận dụng nó một cách rất tuyệt diệu ông không thể cho rằng những điều ông đã nghe chỉ đơn thuần là phương tiện. Đệ tử phải chăng hành giả mong cầu phương tiện thiện xảo là để giáo hóa chúng sanh? Hòa thượng không chỉ trong việc giáo hóa mà trong tất cả mọi phương diện khác hành giả đều có trí hoạn thiện xảo này những phương pháp thông thường thiết thực nhất đều có thể được mọi người nhận ra nhưng loại phương tiện thiện xảo đề cập ở đây không dễ gì được nhận ra ngay bởi người khác vì hành giả đề cập tới nó một cách rất hợp lý và tài tình ông không thể nào tìm ra thấy chút lỗi lầm nơi lời nói của họ